Hello cả nhà, em Thu đây. Bây giờ em Thu sẽ đến để xem bạn Sơn dự toán, bạn ấy đang làm gì nhé. Hello Sơn, Sơn đang làm gì đấy? Chào chị Thu ạ. Em đang tính dự toán lãi lỗ cho cái công trình này ạ. Sơn có thể nói về cách tính lãi lỗ để cho mọi người biết được không? Và em sẽ giới thiệu qua công trình em tính đấy ạ. Công trình nó là công trình mái thái như thế này ạ. Diện tích nó sẽ khoảng là 160m2 ạ. Diện tích giỏ danh là thi công là 220m2 ạ. Nó gồm có 4 phòng ngủ, 2 phòng WC, 1 phòng khách và bếp ạ. Cái công trình này thì chủ nhà có khoảng 1.550.000.000. Xếp ra cho em là vừa gì giá như thế thì mình tính sẽ được lãi khoảng bao nhiêu khi mình thi công ấy, thì được lãi bao nhiêu ấy. Thì em có tính toán ra đây. Đây là cái bảng em tính toán này. Em sẽ show từng bảng cho chị xem nhé. Chi tiết từng bảng này. Đầu tiên là bảng phần thô nhé. Đây là cái file này, file mẫu em có rồi nên em chỉ cần nhập khối lượng vào đây thôi. Thì đây là các cái khối lượng em tính toán được đây. Khối lượng này chỉ cần xuất trên Revit ra nhé. Nhà này em xong một vài cái như gạch xây khoảng 48.000 viên đây. Đá khoảng 25 khối đây, đá 1-2, đá 4-6 đây. Nhân công xây dựng này khoảng... Có nghĩa là mình sẽ dùng một bản vẽ của Revit và mình sẽ xuất các khối lượng từ phần mềm Revit ra đúng không Sơn? Đúng ạ. Cái file này thì phần mẫu chúng ta chỉ nhập vào đây là ra được không ạ? Và đến xong thì phần thô rồi chị ạ. Đến phần ốp mát đây. Cũng là trên xuất Revit ra khối lượng chị ạ. Toàn bộ diện tích đây. Mái ngói. Trần đây. Trần nhà này thì không dùng trần thạch cao chị ạ. Chỉ có mỗi nhà vệ sinh mà dùng được. Sơn này em đang tính là sơn cán xa nhé. Cửa hả? Có cửa gỗ này. Cửa trong phòng thì dùng là cửa composite. Cửa sổ và cửa sau nhà thì dùng là cửa nhôm kính. Phần điện này. Điện là dây trần phú này. Công tắc xi nô này. Đây, nước là nước truyền phong. Ông truyền phong chị ạ. Đấy, sau khi tổng hợp lại ra cái bàn như này đây chị. Cho chị hỏi Sơn thêm một chút, đó là khi mà chủ nhà mình làm dự toán cái này này thì chủ nhà có những cái lưu ý gì đề cập đến mà vào cái dự toán hay không Sơn? Vâng, chủ nhà thì có yêu cầu là có 1.5 tỷ như thế. Nhưng mà đấy là 1.5 tỷ thì họ muốn là mình xem tính toán là mình có thi công được không. Khi đây là cái như này thì đây là mình muốn nhận được ấy, thì mình phải tính ra mình có lãi không. Thì đây em đã tính được rồi đây, lãi thì mình tính ra lãi khoảng là 115.000.000 với cái vật liệu em đang tính đây. Em đang ghi chú đây, gạch này, mái ngói là gì này, sơn loại gì này, cửa dùng cửa gì này, thì em có tổng hợp trong cái bảng như thế này. Liệu phần thô đây, liệu ốp nát đây, gạch thì nhỏ hơn 250.000 nhất này, gạch với cấp xe thì khoảng 150.000 nhất này. Đấy, mái thì ngói rất mất lâu dài này, cửa thì có cửa gỗ này, cửa nhôm kính này, cái toàn bộ vật liệu em đã tổng hợp ở đâu rồi, thì với cái này thì mình lãi được 115.000.000 như này, khoảng 115.000.000 em đã tính toán đây. Còn nếu mà chủ nhà bảo là 1.5 tỷ như này mà họ chủ nhà yêu cầu là phải dùng gạch ngoại này hoặc là ngói cao cấp hơn thì em thử thay xem thử ra có lỗ không nhá. Đây, gạch ngoại khoảng 850.000 một mét này, 550.000 mét. Máy ngói thì ngói cao cấp hơn 850.000 mét. Để em phải thay hai cái này, chưa nói đến cửa họ muốn dùng kính hộp không này, chưa nói vật liệu điện nước các thứ này, thì chúng ta xem này. Chúng ta đã lỗ rồi đấy, với 1.55 tỷ đấy, chúng ta muốn lãi thì chúng ta chỉ dùng được cái vật liệu mà chúng ta đã tính toán ở đây thôi chị ạ. Đấy thì lãi lỗ này như vậy. Đây là file mẫu này em có, chúng ta tính xuất khối lượng và nhập vào đây là xong rồi chị ạ. Ok Sơn, có nghĩa là file mẫu này là do Sơn tự thiết kế à em? Vâng, đúng rồi, cái file này là em tự thiết kế chị ạ. Rồi đó, thì Sơn đang show file cho mọi người xem đó. Thì anh em nào mà muốn cái file mẫu này thì hãy comment bên dưới. Cảm ơn Sơn đã chia sẻ với mọi người nhá. Gizato sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng, có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với học viện Gizato, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khoa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khoa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Gizanto so với những trung tâm đào tạo khác
là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công, sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Gizetto cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Gizetto, học thực tế, ứng dụng nhanh.